Coi con kìa, con không có biết tự chăm sóc bản thân mình hay sao? Mới có mấy ngày mà hốc hác nhiều lắm đó. Ông không hài lòng chút nào hết á nghe. Con không sao đâu ngoại, con vẫn khỏe mà. Mà ông ngoại ơi, mấy ngày vừa rồi á, chị Lê có pha nước ngâm chân cho ông đều đặn không? Rồi ông có ăn được món gì không ông? Con không cần phải lo cho ông đâu, con lo cho con đi. Lần sau mà ông gặp con á, mà không khá hơn là ông đánh đòn con á. Phương à, ông ngoại thay mặt cho thằng Hiển, thay mặt cho tất cả những người ở trong nhà, ông ngoại xin lỗi con. Ngoại, ông ngoại đừng có nói vậy mà ngoại. Mấy ngày nay ông ngoại không gọi cho con là ý ông ngoại muốn cho con bình tâm trở lại, chứ không phải ông ngoại không nhớ tới con, không muốn gặp con đâu. Ông ngoại không thể nào khuyên con đừng buồn, bởi vì chuyện như thế này mà con không buồn thì con không có tình yêu rồi. Nhưng mà thôi, con đừng có buồn quá, chuyện đâu còn có đó con ạ. Lúc này là lúc con cần phải bình tĩnh, đừng vì nông nổi mà đưa ra một quyết định gì nha con. Ông ngoại luôn luôn đứng về phía con, ông ngoại nhất định sẽ không để cho con thiệt thòi đâu. Nghe những lời này của ông ngoại á, con thấy mình may mắn lắm. Cho dù là bây giờ hay trước kia, thì mỗi lần mà con thấy mình trông trên, mình gặp phải chuyện gì đó, chỉ cần là con gặp ông thôi, con nói chuyện với ông thôi á, là con thấy mình mạnh mẽ hơn hẳn. Con cảm ơn ông ngoại vì đã luôn yêu thương con. Con thiệt là thật ra mấy ngày qua con cũng đã nghĩ kỹ rồi ông mà. Chị Linh xứng đôi với anh Hiển hơn con về tất cả mọi mặt. Bây giờ họ cũng có con với nhau rồi. Con xin ông hãy tác hợp cho hai người họ, để cho đứa bé ra đời có cả cha lẫn mẹ. Con biết là ông thương con, cho dù là con không là cháu dâu của ông đi nữa, nhưng mà con sẽ mãi là đứa cháu của ông. Chỉ có một điều con thấy có lỗi với ông là thời gian này ông bị bệnh mà con không thể ở nhà để chăm sóc cho ông được. Bởi vì con không biết là phải đối diện với anh Hiển như thế nào. Ông hiểu, con yên tâm đi, con đừng có lo gì cho ông hết. Ông có điều này dặn con nè, mà nhất định con phải nghe theo nghe chưa. Thời gian này con phải giữ sức khỏe, tập trung tất cả vào việc học, để quên đi những chuyện phiền lòng. Còn những chuyện khác con cứ để thằng Hiển nó lo liệu. Khi nào mọi việc ổn thỏa, nó sẽ về đón con. Ông nghĩ con với anh Hiển? Con không được cãi ông nha, con phải ngoan. Bên bờ hạnh phúc phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.